trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp tiếp xúc được, có duyên với pháp môn này. Có tu hay không? Có tu. Tại vì sao không thể đi được? Tại vì sao chưa giảng sanh? Do trên duyên đã xảy ra vấn đề. Nên chưa thể đi. Và trong duyên, điều quan trọng nhất là oan gia trái chủ. Bạn muốn đi nhưng họ cứ kiếm chuyện với bạn. Trong quá khứ bạn thiếu nợ mạng họ, bạn vẫn chưa có trả mạng cho họ, nên họ không cam tâm, họ muốn chướng ngại. Trong quá khứ bạn thiếu tiền họ, bạn chưa trả hết, họ cũng sẽ quấy nhiễu bạn. Còn có gì nữa? Còn có tình cảm. Phiền phức nhất là tình thân, cái gọi là nợ ân tình. Bạn không trả cho nó hết là không được rồi. Cho nên chúng tôi hiểu rõ đạo lý này, hiểu được chân tướng sự thật. Ở trong đời này, ngoài việc phải buông xả ra, phải nâng cao chính mình, còn cần phải trả dứt nợ. Ta thiếu nợ những người nào, ta cũng không biết. Làm sao ta trả chứ? Có cách trả. Phước báo trong một đời của chúng ta, giàu có là thuộc về phước báo, đem ra làm việc tốt. Dùng phước báo của bạn giúp cho chánh pháp của chư Phật Như Lai trụ dài lâu, đem công đức hồi hướng cho quan gia trái chủ. Đây là dùng phương pháp này trả cho họ. Hết thảy đều có cả. Ta không vì chính mình, ta vì quan gia trái chủ mà trả nợ. Nợ ân tình cũng không ngoại lệ. Tôi hồi hướng công đức cho bạn, hy vọng các bạn có duyên với Phật, có duyên với Tịnh Tông, có duyên với A-di-đà Phật. Tương lai nhờ duyên tốt này, thiện duyên này, bạn sẽ tin tịnh độ, bạn sẽ gặp được thiện tri thức của Tịnh Tông, bạn sẽ chăm chỉ tu hành, phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Cho nên phước báo không nên hưởng riêng mình. Bất luận có bao nhiêu phước báo, nếu hết lòng hết sức hiến tặng, đó là công đức viên mãn. Ba loại nợ nần này: món nợ nợ mạng, nợ tiền của, nợ ân tình, hết thảy đều có thể trả hết. Bạn là tâm thanh tịnh rất sạch sẽ để làm cái việc này. Nợ gì sao trả không hết? Làm rất nhiều việc thiện mà không có quên đi danh vọng lợi dưỡng của mình. Có một số quan gia trái chủ nhìn thấy tình trạng của bạn, họ không vừa lòng, không vừa ý, hay nói cách khác, họ vẫn muốn tìm bạn. Tuy nhiên chúng tôi tin hơn một nửa trở lên, họ sẽ không tính toán chi ly như vậy. Cảm thấy bạn làm rất tốt thì họ sẽ thôi, họ sẽ bỏ đi, sẽ bỏ qua cho bạn. Người cùng tâm ấy, tâm cùng lý ấy, chúng sanh hữu tình ở trong lục đạo cũng không ngoại lệ.
vẫn là cùng đạo lý như vậy. Cho nên buông phải thật buông. Chúng ta ở trong đời này, tôi cũng thường hay nói với những đồng tu ở cận kề với tôi, tôi nói với họ, tôi học Phật nay là 58 năm, Hoằng Pháp 51 năm. Các bạn đều nhìn thấy tôi gặp phải rất nhiều cảnh khó khăn, làm sao đi qua buông xả. Nhưng những cảnh khó khăn này tôi vô cùng cảm kích. Cảm kích cái gì? Phật Bồ Tát an bày cho tôi để kiểm tra xem tôi có buông xả được hay không. Buông xả liền thông qua ngay, lên lớp rồi. Cho nên sau mỗi lần gặp những cảnh khó khăn là một lần nâng cao cái biên độ lớn. Điều này mọi người có thể thấy. Nếu như bạn không buông xả, không buông xả thì đấu tranh với người ta, đấu tranh sẽ như thế nào? Đấu tranh liền đọa lạc ngay. Cho nên sự việc này không thể nói lý, nói lý liền đọa lạc. Phải học cái gì? Học nhẫn nại, tu nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục giúp bạn nâng cao, không tranh. Anh tranh, tôi cho anh. Anh cần, tôi nhường cho anh. Họ cũng hoan hỷ, ta cũng hoan hỷ. Anh cần danh thì cho anh danh, anh cần lợi cũng cho anh lợi. Chỉ cần tôi có, tôi hết thảy đều cho anh. Ngay cả đạo tràng cũng không ngoại lệ, cần thì lập tức giao cho anh. Hết thảy đều cho họ hết rồi, họ còn muốn phê bình. Vẫn chưa hết giận. Đây là gì? Ở trong đây vẫn còn nợ ân tình ở trong đó. Con người sống ở thế gian làm việc khó, làm cho mỗi người đều vui vẻ hài lòng là không dễ dàng. Chúng ta chỉ có một phương hướng, một mục tiêu là nghe theo lời chỉ dạy của Phật Bồ Tát. Lời chỉ dạy của Phật Bồ Tát ở trên kinh điển cứ y giáo phụng hành thì cảnh khó khăn như thế nào cũng hết thảy đều hóa giải được thôi. Hóa giải ở đây là thành tựu cả đời của chúng ta sẽ không có chướng ngại. Đạo lý là ở chỗ này, có thể đạt được thành tựu cố cánh viên mãn trong một đời không? Kinh giáo Đại Thừa Phật thường nói, nói từ trên lý luận là chắc chắn, là có thể. Bạn không thể thành tựu đều là do trên sự đã xảy ra vấn đề. Bạn không nghe lời Đức Phật, Phật dạy bạn trì giới, tu định, cầu trí huệ, bạn có làm hay không? Thập thiện,
tam quy, ngũ giới, lục độ, thập nguyện có làm được hay chưa? Đây là điều cơ bản nhất. Nếu như bạn đều làm được rồi thì đời này bạn nhất định sanh tịnh độ. Hơn nữa phẩm vị sẽ không thấp. Lấy cõi thật báo là không dễ dàng, nhưng về cõi phương tiện thì không khó. Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, khoảng cách giữa cõi phương tiện với cõi thực báo rất gần. Tại vì sao không làm? Chúng ta nói rõ ràng hơn một chút, sáng tỏ hơn một chút. Tại vì sao không chịu buông xả? Buông xả là được. Không thể không biết. Bắt đầu buông từ đâu? Bắt đầu buông từ thập thiện nghiệp. Buông xả sát sanh. Mỗi một điều có ý nghĩa rất sâu, rất rộng. Trong sát sanh bao gồm những gì? Bao gồm não hại. Người đó do ta mà sanh phiền não, do ta mà cảm nhận đau khổ, là điều ở trong giới điều sát sanh này. Phạm vi rộng phải biết. Bạn không đọc giới kinh, bạn không hiểu được. Chỉ nhìn thấy câu này, bạn không biết nghĩa lý ở bên trong nó, không biết cảnh giới của nó, bạn không biết cách làm. Chỉ giữ khư khư, tôi thực sự không có sát sanh bao giờ, ngay cả mũi kiến tôi cũng không giết nó mà. Vậy tôi có làm được hay không? Chưa chắc. Cái bạn làm được chỉ là bề ngoài, là ngoài da. Bạn không có sanh lên tâm thương xót, không có sanh lên tâm đồng cảm đối với tất cả chúng sanh. Với điều không sát sanh này làm được thì chắc chắn tánh đức trong tự tánh của bạn sẽ sanh ra tâm yêu thương, tâm đồng cảm, tâm thương xót chúng sanh. Bạn sẽ giúp tất cả chúng sanh khổ nạn một cách vô điều kiện. Với điều không trộm cắp này tuyệt đối không có cái ý nghĩ rất vi tế, yếu ớt, là ý nghĩ chiếm phần lợi. Đó là gì? Đó là tâm trộm. Trong bốn giới trọng của nhà Phật, có một điều là không tốn thuế quốc gia. Giới này rất dễ phạm. Tôi là không có trộm cắp. Trong tình hình pháp luật cho phép nộp thuế ít một chút, nghiên cứu qua thấy cũng không phạm pháp. Cái ý nghĩ nộp thuế ít một chút này chính là tâm trộm rồi. Nó nói rất vi tế. Tuyệt đối không có ý nghĩ chiếm phần lợi của người, chỉ biết nhường cho người nhiều hơn một chút. Trong Đệ Tử Quy nói, phàm thủ giữ, chúng ta nhận phải nhận phần ít cho phần nhiều, chính là tâm người tốt bụng. Điều này có phải do Đức Phật chỉ về chúng ta không? Không phải, là tánh đức của chúng ta. Chúng ta vốn dĩ là như vậy.
Tại vì sao hiện nay biến thành tính toán chi ly? Là do mê mất tự tánh rồi. Cởi tâm động niệm, lời nói việc làm trái ngược lại với tánh đức. Làm rất nhiều việc sai mà mình cũng không biết. Gặp được thiện tri thức vừa giảng giải vừa phân tích cho bạn mới biết. Ta cả đời này, thậm chí là ta trong ngày này, từ sớm đến tối thật sự là hết thảy đều phạm phải rồi. Có điều nào mà không làm đâu chứ. Tam quy giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, đã làm được chưa? Tam quy là gì? Quy y tự tánh. Tự tánh giác, tự tánh chánh, tự tánh tịnh, tâm thanh tịnh. Hết thảy đều quên hết rồi. Cho nên Tổ sư Đại Đức rất từ bi, Phật cũng rất ân cần chỉ dạy, xếp tam quy vào thời khóa sớm tối là quan trọng nhất. Kinh gì, chú gì bạn cũng không cần niệm, chứ thời khóa sớm tối đơn giản nhất chính là tam quy. Phật dạy chúng ta nhắc nhở từng giây từng phút. Cởi tâm động niệm, lời nói việc làm phải giác mà không mê, phải chánh mà không tà, phải tịnh mà không nhiễm. Mà chúng ta là quên hết sạch sẽ rồi. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu tầng, lập tức liền mê ngay, liền tà ngay, động ý nghĩ tà, liền nhiễm ô, liền không thanh tịnh rồi. Điều này là khó. Khó ở chỗ nào? Do từ nhỏ không có được tiếp nhận sự dạy dỗ đức hạnh. Sau khi lớn lên rồi, tuy có duyên với Phật, cũng quy y Tam Bảo, mà không có thiện tri thức chân thật hướng dẫn. Cho nên hữu danh vô thực, không thấu hiểu thực tướng các pháp. Đây chính là không nghe kinh, không có nghiên cứu kinh giáo. Quy y Tam Bảo, làm đệ tử trong cửa Phật mà không phải đệ tử Phật thật, là giống như chúng ta đi học ở trường vậy. Nhà trường đã báo danh ta là học sinh của ngôi trường này, nhưng bạn hoàn toàn không vào lớp học. Chúng ta là học sinh như vậy. Cho nên chúng ta khởi tâm động niệm là hoàn toàn trái ngược với lời chỉ dạy của Thầy mà mình không biết. Cho rằng đến trường ghi danh lấy được thẻ học sinh rồi vậy thì xong. Có vào học hay không không quan trọng. Nếu như không quan trọng thì tại sao Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế phải mỗi ngày đến lớp giảng kinh thuyết pháp, không có nghỉ ngơi ngày nào? 49 năm, 30 tuổi cái ngày khai ngộ đó của Ngài, 79 tuổi nhập diệt, không có ngày nào vô ích. Đây là thật, không phải là giả. Vì sao vậy? Thích Ca Mâu Ni Phật mọi lúc mọi nơi gặp được một người cũng là giảng kinh, cũng là dạy học cho họ. Dù hai người cũng là dạy học cho họ, bất luận người nhiều hay ít, cũng bất luận họ là thân phận gì, làm ngành nghề nào, gặp đúng người thì dạy thôi. Không những ngôn giáo, hơn nữa bản thân còn làm tấm gương tốt cho người ta xem, là thân giáo. Sau khi Phật diệt độ,
chúng ta đã lơ là mất. Cái việc quan trọng nhất khi Phật năm xưa còn tại thế là giải học rồi. Đây là sự việc quan trọng nhất của cả đời Ngài. Ngài chưa từng dắt người ta đi tu Phật thất bao giờ, cũng chưa từng mở thiền thất ở nơi nào. Không có. Bạn tra khắp Đại Tạng Kinh cũng không thấy. Ngoài dạy học ra, không có bất kỳ hoạt động nào. Vì sao vậy? Tu hành là ở mỗi người, là việc của bản thân bạn, chứ Phật không can thiệp. Thật sự là một vị thầy tốt phải giúp bạn đoạn nghi sanh tính. Cởi bỏ mê hoặc tu hành. Bạn có mê hoặc, họ giúp bạn hóa giải, hướng dẫn bạn tu hành. Tu hành chính là trì giới. Trì giới chính là buông xả tất cả những tư tưởng, lời nói, hành vi tiêu cực. Học vi nhân sư, hành vi thế phạm, đó chính là đề khởi nền luân lý, đạo đức nhân quả, tích cực, tương ưng với tánh đức. Lên trên nữa chính là khoa học, triết học, những loại học thuật này, giúp bạn nâng cao lên. Chư Phật Bồ Tát đời đời truyền nhau là truyền cái này. Đến 100 năm gần đây là suy thoái rồi. Thật sự là mỗi đời một tể vật. Phật Pháp xem trọng thực chất, không xem trọng hình thức. Thực chất là thật tu, thật làm. Thấu hiểu chân tướng sự thật có giúp cho chúng ta buông xả. Người bình thường chúng ta muốn buông xả mà không buông được là do không thấu hiểu chân tướng sự thật. Cho nên Phật năm xưa còn tại thế, 49 năm giảng kinh thuyết pháp là giải môn, còn hành môn là việc của chính mình, không cần lão sư chỉ dẫn, tự mình biết thật làm. Hiện nay chúng ta muốn tu học, tu cái gì? Chính là tu cái công phu này. Những công phu khác là giả, không phải là thật. Cái gọi là công phu thật là buông xả. Tại vì sao buông xả? Vì không phải là thật. Bạn nhất định phải nhớ kỹ tất cả pháp không vô sở hữu. Cái đầu tiên là nói thân thể vô sở hữu. Thường xuyên nghĩ đến lời chỉ dạy của Bồ Tát Di Lặc. Lời chỉ dạy này, nó thật ra là gì? Ngài nói cho chúng ta biết hiện tượng của vũ trụ là giống như điện ảnh tivi vậy. Ở trong điện ảnh là đặc biệt thấy rõ ràng. Một ý niệm chính là một hình ảnh. Niệm niệm thành hình, một hình ảnh. Ở đây chúng tôi có một cuộn phim nhỏ. Đây là phim âm bản của điện ảnh. Chúng ta biết phim đèn chiếu này, mỗi ô là một tấm, là không có hai tấm giống nhau. Mỗi tấm khác nhau, không có hai tấm giống nhau.
mà nhất định phải biết. Ở trong máy chiếu phim, ống kính mở ra là một tấm. Tấm này chiếu vào trong màn hình, lập tức đóng ống kính lại, lại lấy ra một tấm, tấm thứ hai. Tấm thứ hai không phải tấm thứ nhất. Ống kính mở ra, tấm thứ hai xuất hiện, lại chiếu ra tiếp tấm thứ ba, tiếp tấm thứ tư và chiếu tấm thứ năm. Chúng ta nhìn thấy trên cái hình ảnh đó là động, thật ra nó bất động. Máy chiếu điện ảnh một giây chiếu 24 tấm. Chiếu 24 tấm như vậy, 24 hình ảnh trong một giây. Bồ Tát Di Lặc nói cho chúng ta biết, toàn bộ vũ trụ của chúng ta, tốc độ chiếu của cái đèn chiếu lớn này là 1/128.000 tỷ của giây. Đây là có hình. Nếu như chúng ta khởi tâm động niệm cũng có hình giống như thế này, thì e là hết hư không cũng không chứa nổi. Nó không có hình dạng mà. Đạo lý đó là hoàn toàn giống như đạo lý này. Không có tấm nào là giống nhau cả. Hình ảnh của tấm phía trước không có đi đến phía sau, phía sau cũng không có đi lên phía trước. Mỗi tấm đều độc lập, toàn là giả. Nếu như bạn chấp trước, nếu bạn muốn chiếm hữu, nếu bạn muốn khống chế, thì bạn đã dùng tâm sai hết rồi. Có khống chế được không? Chắc chắn không thể. Có chiếm hữu được không? Chắc chắn không thể. Cho nên Bồ Tát Di Lặc nói, thức niệm cực vi tế, không được phép chấp giữ, vô phương chấp trước, vô phương duy trì. Ngay cả cái điện ảnh này, chúng ta thấy đoạn phim một giây có 24 tấm, bằng điều không thể chấp giữ. Hiện nay một giây lại là 128.000 tỷ tấm, làm sao bạn chấp giữ đây? Người thế gian không thấu hiểu chân tướng sự thật, cho rằng không khống chế là không được, không chiếm hữu là không được, mọi thứ chiếm làm của riêng, không biết đó là công giả tràng. Chân tướng sự thật là đang là. Nó không có thời gian, không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ, hiện tại, vị lai là một loại ảo giác của con người, chứ hoàn toàn không có. Là một niệm đang là, mà thời gian của một niệm này vô cùng ngắn. Là 1/128.000 tỷ của giây. Các bạn hãy nghĩ xem, đây là chân tướng sự thật. Ở trên kinh Phật có những thứ này, cái này đều thuộc về khoa học. Cho nên như vậy, nó mới là khoa học đạt đến cứu cánh viên mãn đích thực. Xem toàn bộ cả vũ trụ là sự việc gì đã làm rõ ràng, làm sáng tỏ rồi. Không cần dùng dụng cụ khoa học. Không cần mượn sức mạnh bên ngoài. Tự tánh của mình nó cũng có đầy đủ viên mãn công năng. Nhân sự vạn vật mà nó hiện lớn như hệ ngân hà, nhỏ như vi trần, cũng có đầy đủ công năng viên mãn của tự tánh. Nhà khoa học chúng ta hiện nay gọi là năng lượng.
Ở trong vi trần có đầy đủ năng lượng viên mãn của toàn bộ vũ trụ. Bạn không được xem thường nó. Đây là sự thật. Cho nên bạn cần phải đem những vọng niệm khống chế chiếm hữu này. Vọng niệm này đã hại bạn, hại bạn tạo lục đạo luân hồi, hại bạn thọ khổ mỗi ngày. Khi buông xả cái thứ này, bạn liền được đại tự tại. Trí huệ của bạn đã mở rồi. Bạn ở thế gian này việc nào cũng như ý. Phần trước chúng ta nói bốn loại vô ngại: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Bạn thật sự đã tìm được chính mình rồi. Trong thiền tông nói, mặt mũi xưa đây trước khi cha mẹ chưa sanh, bạn đã tìm được rồi. Bạn trở về với tự tánh. Bạn đã chứng được cứu cánh viên mãn. Đây là Pháp Đại Thừa. Đại sư Huệ Năng nói quá đơn giản. Quá đơn giản, nhưng nó là viên mãn. Người mới học chúng ta nghe không hiểu. Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành Phật, đem minh tâm kiến tánh nói rõ ràng, nói rất minh bạch. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm chính là năm câu nói mà Đại sư Huệ Năng nói. Năm câu nói này khi triển khai ra chính là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm cô động lại là năm câu nói này. Nói thêm với các chị, năm câu nói này nói cái gì? Nói bản thân chúng ta quay về đến tự tánh, chúng ta mới thật sự được thọ dụng. Nếu như không có gì chỉ tự tánh, thế thì chúng ta còn phải tạo lục đạo luân hồi, không biết tạo đến khi nào, không bao giờ dứt. Quá đau khổ rồi. Cho nên giáo hạ, tổ sư Đại Đức thường nói, bạn nhất định phải biết quay về tự tánh. Từng câu từng chữ đều quay về tự tánh, là bạn thực sự được thọ dụng. Bạn học được rồi.